Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Launcher Pool đến từ sàn Binance nha các bạn. Mình sẽ tách con BNB hoặc là con BUSD để đào cái con token DA nè các bạn. Rồi thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Binance và hoàn thành KYC nha các bạn. Sau đó các bạn mở sàn ra nè các bạn. Thì sự kiện đến sau thì mình giới thiệu sơ qua cho tất cả các bạn biết nắm rõ nha các bạn. Thì tổng cung của token DA này thì có 800 triệu token DA nè các bạn. Launcher Pool thì nó sẽ cho mình đào là 24 triệu token DA nè các bạn. Là 3% của tổng cung đó nha các bạn. BTP Chain. Thì sau khi các bạn sẽ tắt xong thì con này đi sàn vào ngày mấy ta? Nó sẽ lít sàn vào Binance vào ngày 4 tháng 11 năm 2021 nha bạn, vào lúc 8 giờ UTC nha bạn, khá là ngon luôn bạn. Thì để tham gia hôm nay, trước tiên thì các bạn trong tài khoản các bạn cần có một con, đó là con BNB hoặc là con BUSD nha các bạn. Sau khi các bạn có xong thì các bạn vào một wallet nè các bạn. Các bạn bấm vào một launcher pad nè bạn. Thì mình đi sẽ tắt nha bạn. Thì các bạn có những cái đồng token như là BUSD hoặc là BRT hoặc là BNB thì trên sàn Binance các bạn cũng không có thể nào mà nhận lại được, nên các bạn sẽ tách thì các bạn đem kiếm lãi nha các bạn. Rồi sau khi vào đây thì các bạn, nếu mà các bạn có BUSD thì các bạn bấm vào sẽ tách nào nha bạn, còn có BNB thì bạn bấm vào sẽ tách nào nha bạn. Thì các bạn sẽ tách, các bạn muốn rút ra như nào cũng được nha các bạn. Bấm vào sẽ tách nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào sẽ tách nè các bạn. Rồi đây thì các bạn muốn sẽ tách bao nhiêu thì sẽ tách nha bạn. Mình sẽ tách 0.5 BNB khoảng 200 đô ạ. Mà bấm setup nè. Rồi. Sau khi setup xong thì các bạn có thể redeem nha các bạn. Redeem là rút ra nè các bạn. Thì sau khi các bạn setup xong thì có khoảng 1 2 tiếng đồng hồ gì đó nó sẽ đào được con tóc càng đa nè các bạn. Thì các bạn vào claim first nha các bạn, hoặc là các bạn để cho thiệt là nhiều các bạn claim nha các bạn. Thì còn 6 ngày nữa sẽ listing nè các bạn. Hy vọng con này list giá cao nha các bạn. Các bạn. Nè các bạn, nó cứ đào chạy hết một cái dòng này thì mình sẽ nhận được con tóc cần đa nha các bạn. Thì các bạn sẽ tách BNB hoặc là BNB càng nhiều thì nó đã tốc độ đào nó càng nhanh nha các bạn. Rồi sau khi bạn sẽ tách thì cái đồng BNB của bạn nó bị khóa, withdraw không được nha các bạn. Rồi, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Launcher Pool đến từ sàn Binance đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.